Một câu chuyện ngộ nghĩnh nhưng không xa lạ với kênh Hoàng Xanh. Một người phụ nữ trên 40 tuổi liên hệ với Hoàng Xanh tới xin tiền để trả nợ. Để biết câu chuyện thế nào, Hoàng Xanh mời cả nhà cùng xem video nha. Mong muốn như giúp đỡ có tiền trả nợ, trả nợ cho anh ta. Vậy là coi như là khoảng nhiêu, 160 hả? Kính thưa các chú anh chị quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Hoàng Xanh kính chúc cho toàn thể tất cả các chú anh chị quý khán giả luôn nhiều sức khỏe, nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Các chú anh chị ơi, hôm nay Hoàng Xanh và Hoàng Anh hai anh em tiếp tục đồng hành với nhau trong công việc thiện nguyện. Và hôm nay thì Hoàng Xanh và Hoàng Anh đang có mặt tại xã Mỹ Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Có một hoàn cảnh gọi Hoàng Xanh tới chia sẻ. Bây giờ để xem hoàn cảnh thế nào của chú anh chị. Rồi, chào cô. Là sao cô? Cô đó. Cô đó là sao với cô vậy cô? Con hay là? Dâu. Chị em bằng dâu hả? Dạ. Rồi vậy là nhà kia là kia quá cô. Tại vì Xanh cũng lần đầu tiên tới đây của chú chị cho nên thì bọn Xanh cũng chưa biết nhà. Rồi. Rồi chào gia đình mình nha. Rồi chào chị nha. Rồi xin phép gắn micro một cái ơi. Rồi chị ơi, chị tên gì? Tên Nguyễn Thị Hương. Chị Hương. Rồi chú đây là sao, chào chú. Xóm. Chú trong xóm rồi. Ủa người ở đây là nhà này ba mẹ mình đâu? Nhà ba mẹ chị đâu? Ba mẹ tôi ở Mỹ Tú, còn ở bên đây ở bên chồng. À bên chồng hả? Rồi chị có con cái gì chưa? Không, chị không có con. Không có con hả? Rồi bán gì đi? Bán đá bào gì, tập quá gì đi? Bán nước đá cho mấy đứa học sinh nhỏ nhỏ gì đó. Vậy là trường tiểu học gần đây. Ở chợ á, đi học ở chợ. Chợ Mỹ Quế, nhưng mà mình bán nó đi ngang nó mua á sao? Đi ngang nó mua. Vậy là buôn bán nhỏ lẻ cũng hay quá à. Chồng chết rồi giờ làm. Chồng chết rồi giờ làm buôn bán nhỏ gì đó. Chồng chị bị sao? Chồng chị bị sao? Hồi đó bệnh rồi chị bớt rồi cái mấy tháng về cái ổng bị mệt, ổng đột quỵ, ổng chết. Dạ. Rồi không có chưa có con hả? Chưa. Chia sẻ lại tên gì chị? Nguyễn Thị Hương. Chị Hương, rồi chị Hương quê Mỹ Tú lấy chồng ở Mỹ Quế ha. Dạ. Rồi ở đây là ở bên chồng, người đất nhà này là của ai đấy? Đất thì của nhỏ chị em bạn dâu đó cho mượn ở. Là cái người đó hả? Người ở kia đó ha. Cho mượn ở hả? Người mình không có nhà hả? Không. Người chồng mất gì có về quay về mẹ chồng hay là tính ở đây luôn sao? Rồi chị ở đây chị thiếu nợ rồi chị đâu đi được đâu. Thiếu nợ hả? Rồi công việc bình thường ngoài bán đá bào nước ngọt này rồi làm gì nữa không? Có đi bán năng giấy số nữa. Bán năng số, bên đây có bán năng bán số không chị? Có, hết rồi. Vậy hả? Đang mua thuốc uống, chị cũng bị đường, tiểu đường. Tiểu đường hả? Sao giờ đứng lên nó bị sao chị, bị sao? Đường, tiểu đường hả? Nó nhức mỏi đường này kia nọ vậy. Vậy hả? Bán năng hay gì là dùng này là người ta nhổ năng bán hả? Mình điếm lại á, điếm bán. Đâu năng đâu cho xem thử coi, còn năng không? Hết rồi kìa, còn mấy cái cọng năng đó đó. Tại vì cho bà con xem cái năng là sao. Cô chú anh chị, năng là cái cọng nó dài dài như bồn bồn vậy đó, dài. Nó nhổ với nước lên. Rồi bây giờ chồng mất bao lâu rồi chị? 2 tháng. Chồng chị mất 2 tháng hả? Rồi mình buôn bán gì rồi mình cũng có đồng ra đồng vô rồi đúng không? Đồng ra đồng vô mà không đủ sống, cứ mua thuốc uống, thuốc đường đồ này kia nọ lại một bữa có mấy chục ngàn nè. Một mình không đủ sống cho nên gọi qua giúp để mong mình thằng giúp đúng không? Dạ. Rồi vậy thì mình có liên hệ được cái gia đình mình không? Gia đình mình ở bển sao? Mẹ ruột, ba mẹ ruột sao? Anh em chị em bên kia sao? Anh cũng ở đi bằng mướn ăn vậy thôi chứ không có ruộng có nương gì chứ. Ông bển ba ông mất rồi, còn mẹ ba bệnh ghê ghê hoài. Còn anh đó anh thôi vợ. Rồi ảnh về ảnh ở đó, có đứa cha, ảnh có đứa con trai đó, rồi bà chị bà không có chồng. Rồi ở gì đó, không có ruộng đi bằng mướn ăn không à. Thấy nhà cửa là cũng được lắm á, dẫn em xem nhà coi. Trời ơi, được gì đâu. Nhà người ta cho nữa đó cưng. Là sao? Người ta cho đó chứ. Nhà chị ai đó, cho? Cái chị trong kinh xóm này người ta cho nè. Cho lắp vô hả? Nhưng mà thấy cũng có sắt, có gì đó cũng cứng cáp nha. Thì người ta cho không đó. Mà chồng chị sao vất vậy? Bị bệnh mệt, cấp dưới ổng bệnh nhiều lắm rồi, cũng như mượn anh em đồ tiền bạc đó. Cái gì ổng khỏe rồi cái ổng mắc rồi thiếu nợ. Dạ, rồi chứ chị chứ bệnh cho ảnh sao chị? Chị bệnh. Ăn sao chị dột hết chứ. Ở đây mình không có con luôn hả? Không. Nhưng mà em thấy chị cũng ở cũng khang trang ha, cứ rộng rãi quá trời nè. Vậy là mình không có con cái gì đâu phải không? Không. Một mình sống đây ha. Sống bên chồng. Rồi chị Hương mỗi ngày là đi buôn bán. Buôn bán nè, thuốc đường của chị nè. Dạ. Mua đồ mua không mà xin uống ngủ cũng được.
Rồi vậy là chị Hương coi như là bị bệnh đường là bệnh sao nữa, chị bệnh sao chị rồi, chia sẻ thôi. Mệt rồi đường cũng như nó mệt nhầm khi này kia nọ gì đó. Vậy là dạ. Tiểu đường á hả? Đó tiểu đường á. Rồi có bệnh gì nữa không? Nó bây giờ nó qua nó nhức mỏi, nó mệt mệt hoài rồi tăng huyết áp rồi đủ thứ hết trơn. Ờ rồi gia đình thuốc bên chồng ngày. Ở đâu gia đình bên chồng chị ở đâu? Ở đây nè. Đâu? Chị em bạn dâu về. Dài dài vậy là bên chồng hết luôn. Ông bên chồng. Ba vợ chồng ơi, bạn chồng chết hết rồi. Còn mấy chị em. Mấy chị em sống hộ hỷ ha. Còn nhỏ đang em chồng. Chồng bệnh dẫn đi xe lăn không nữa. Chồng. Rồi rồi ai là người là khởi xướng là kêu Mạnh Thường Quân vô giúp vậy cô đây chị hả? Chị sao? Cô thấy sao? thấy khổ là sao? Cô thấy cô kêu chia sẻ rồi sao? Nghĩa là thấy sao? Cô á đi qua lại đây bị quê cô mẹ ruột thì chỗ cái nhà hồi nãy đó. Dạ. Còn mẹ ruột cô mất rồi còn thằng em út nó đó đó. Dạ. Rồi cô cũng qua tới lui nè rồi thấy hoàn cảnh gia đình dạ. Nó thấy khổ thấy tội nghiệp. Dạ. Rồi chồng nó hồi sống thì lúc trước nó cũng bệnh nhiều lắm tính nói chết không đó. Dạ. Mà cuối cùng nó không có chết. Rồi nó sống lại, nó khỏe lại, cái nó đi bán trái cây, chạy xe đi bán theo lộ nè. Dạ. Rồi vậy thì là cô với con cô là người liên hệ kêu con qua giúp đúng không? Nhưng mà cô là xóm giềng phải không? Có bà hỏi người họ không? Xóm giềng hả? Cô là xóm giềng nhưng mà cô là coi như là xem kênh con, cô muốn kêu qua giúp. Nhưng mà bây giờ nè, chị Hương này là cũng có bà con bên chồng nhà dài nè. Rồi bây giờ á, cô thì xóm giềng có lòng tốt, muốn kêu Mạnh Thường Quân giúp đỡ đúng không? Muốn kêu con qua quay nhưng mà gửi á bà con chị em bên chồng của chị này á người ta không đồng ý, người ta không cho quay rồi đăng lên rồi mất công người ta nói này nói kia khó lắm nha. Không có gì đâu. Sao? Trời nhiều khi dòng họ người ta giúp được rồi sao? Khổ quá thì cô dòng họ cô có nói không có nhờ. Thôi sao cô? Nói sao? Nói sao cô? Để cô nhờ YouTube xuống đặng mà giúp đỡ cho. Quay đó hả? Quay đi. Có duyên thì tôi giúp đó hả? Quay đặng giúp. Biết sao nhiều khi á mình tại vì con thì lặn lội tới đây rồi cô cũng có lòng nữa mà mình tới đây mình quay á là mình đâu có nhận tiền nhận bạc hay của chị này đồng nào đâu, mình lòng tốt mình làm thiện nhưng mà nhiều khi quay xong đã đợi anh em ta nói đừng có quay chị dâu tôi em dâu tôi nha để tôi giúp nha, mất công mệt lắm á. Không có đâu, nếu mà con giúp được á nói chung là cả dòng họ mang ơn đó. Dạ. Cô nói thôi mà dạ. Ta còn mang ơn cô rồi. Vậy hả cô? Dạ. Tại lúc đầu cô nói để tại cô nói trước á, con nói trước nhiều khi nó nói trước tại vì nhiều khi mình làm điều tốt mà sau này mất công người ta không hiểu rồi người ta nói mình rảnh rỗi đi làm chuyện này nữa, mình đi làm thì làm cho đời thôi chứ không phải như vậy đâu. Chị rất là mong cầu qua giúp đỡ phải không? Dạ, dạ. Rồi chị nói nghe nè, bây giờ là chị bị đường rồi chị bị gì nữa không, nói em nghe coi bệnh mệt sao? Mệt rồi tăng huyết áp rồi nhức mỏi. Có đi khám có bảo hiểm gì không? Đi khám có bảo hiểm mà uống không ngủ không được, mua thuốc ngoài không à. Nhớ chồng hay sao mà ngủ không được hay là do chuyện gì? Không có nhiều khi chồng mới mất rồi bắt đầu tâm trạng mình đang bất ổn á. Bệnh cũng lâu. Vậy hả? Vậy là cũng như là cũng lâu rồi ha. Công việc nó mất rồi nó thiếu nợ, thiếu nợ. Thiếu nợ là thiếu nợ ai? Thiếu nợ sao bao nhiêu tiền? Thiếu rồi mượn rồi. Tổng cộng thiếu nợ khoảng nhiêu tiền? Cỡ 100 ngoài á. Thiếu nợ khoảng 100 ngoài triệu. Rồi coi như là tiền đó là hồi đó mình mượn làm gì? Mượn chị bệnh cho ổng. Lúc đó tưởng chết đó mà chị bệnh. Chị mượn chị bệnh, chữa bệnh cho chồng rồi về ổng đâu mới có mấy tháng đâu rồi ổng ngã bệnh rồi ổng mất luôn. Rồi bây giờ là mình gánh nợ. Gánh nợ. Bây giờ bên chồng có chia gì không? Giờ bên chồng ai cũng nghèo hết trơn, có chia đất gì không? Không, có công nào đâu, đâu có ruộng đất gì đâu. Dạ. Cái nền này còn ở đậu nữa đó. Dạ. Còn nhà này người ta cắt là cái chị trong này chỉ cho nè. Tự nhiên thôi, chứ nhiều khi em đăng lên dùm thôi. Rồi bây giờ là coi như là làm một mình là coi như là nhưng mà chị nói là không đủ sống là sao ta, có nghĩa là ngày ăn nhiêu tiền lớn lắp nợ hả? Ủa có đóng lãi không? Đóng lãi hàng ngày ta đầu cho không có người ta chửi không ạ? Có chửi không? Có. Rồi giả sử giờ hết gì trả thì người ta làm sao? Nó nghĩ ta hả? Số điện thoại nè 091. Rồi đọc đi cô, đọc số điện thoại của chị đi cô. 091 817 5218. Rồi số điện thoại của chị Hương hen. Rồi cô bé anh chị ơi, chị Hương mong muốn sao, chia sẻ thôi. Mong muốn như giúp đỡ, có tiền trả nợ cho anh ta. Có tiền trả nợ phải không? Rồi có mong mình hết bệnh xin thuốc gì không? Có. Hay là không cần, hay là mình có phương thuốc rồi. Xin thuốc cũng như xin thuốc uống bị đường uống ngủ không được, ăn không được mà đi mua thì uống ngủ được, ăn được. Vậy đó. Như thuốc trên nhà nước đó mình uống không có hết. Không có hết. Dạ. Không có giảm.
Rồi bây giờ là coi như là mình muốn sao, chị muốn xin thuốc là chị bệnh tiểu đường hả? À, bị tiểu đường. Huyết áp đồ rồi nhức mỏi nữa. Nó bị tiểu trời ơi, rồi tùm lum hết trơn rồi. Nó teo nhỏ xíu xíu. Người đau vô tử, ăn uống nhiều khi ăn uống không được, nó nóng nửa chén cơm từ sáng tới chiều. Bệnh nhiều quá ha. Rồi hồi đó chị, lúc chị lấy chồng đó rồi nhiêu tuổi chị? Lấy chồng lâu chưa? Chị hồi chị gặp ổng hai mấy tuổi à. Hai mấy ba mươi, hai mấy tuổi à. Tại vì gặp ổng là cũng cỡ 18, 19 năm rồi. Ủa lâu rồi đó mà làm không dư hả? Dư gì đâu, không có con. Có đi làm đâu không? Rồi thiếu nợ. Hồi đó đi làm mà đi làm về rồi bệnh. Bệnh rồi về. Không có con đáng lẽ phải dư tiền ha. Là sao mình không dư tiền vậy, mình bệnh hay sao? Bệnh hoạn rồi sao dư? Vợ bệnh đã rồi ta chồng bệnh. Rồi ảnh đi làm trên chảnh, đi giúp việc nhà người ta, rồi dò xưng chào bá, rồi đi khám chút xíu vậy 2 triệu mấy ở trên thành phố mà, rồi ấy rồi thấy đi về. Đó. Về đây cắt nhà rồi đi bán trái cây. Đi cắt nhà này á hả? Nhà đó, người ta cho không đó, người ta cho chứ tôi. Nhà tôi cắt cho nó đó. Dạ. Nói chung ra tôi không muốn. Nó dỡ cái nhà dưới nó. Ừ. Rồi cho đó. Nó cho cái xác nhà đó đem ra đây dựng lên. Rồi cái tủ thờ đó là chị cũng cho đó. Dạ. Mà nói ngay là chỉ cho thiệt. Tại nói dòng hồn bả đi bả mất rồi. Bả mất mấy tháng mấy nay nè, bả cũng mua cho đó. Chứ tôi ngoài chung ra là nhà tôi là người ta cho không, chứ tôi không có mua cái gì chứ. Dạ. Ra thì hai vợ chồng cũng cho đó, tủ cũng cho đó, bếp ra. Vợ chồng cũng cho đó. Chứ nói chung ra là tôi không có tiền mua ghế gì đâu. Cô qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi đi. Ngồi đây nè. Ngồi đây thế nào? Đây đây tụm 3 này, tụm 4 đi cho nó sum họp. Qua đây ngồi đi cô, có ghế nè cô, ngồi cho thoải mái cô. Nhỏ này thì chị dâu thứ tư à? Dạ, thứ tư. Nhỏ đó là dâu thứ năm. Ờ, vậy là chị em bằng dâu thương nhau hen. Vậy thì bây giờ mình dọn qua ở chung với chị dâu được không? Chị em bằng dâu thương nhau. Chị em giờ đâu dọn chung, chồng của bà bệnh đi xe lăn nữa kìa. Rồi đâu có được đâu. Không, mình thương nhau thì cũng tốt lắm á. Tại vì biết sao, bạn dâu hay là bạn rể gì mà cột chèo đó mà không có ruột thịt mà thương nhau gắn bó thì cũng tốt. Cái tình cảm với nhau kháng khích. Vợ chồng nó hồn đạo, vợ sống ở đây không biết lòng với ai hết trơn. Rồi con nói là bây giờ em nói thế này chị. Bây giờ chị là mỗi ngày chị có, cũng như là mỗi ngày mình buôn bán có đủ là bán mắm nè, rồi bán đá bào nè, rồi bán. Mắm đó là bán... anh rể đó. Rồi bây giờ em đang nói nè, bây giờ là coi như là mình buôn bán gì mình có đủ sống hàng ngày không? Một mình á, nó đừng nói nợ nần nữa, đủ không? Đủ sống hàng ngày không ạ? Một mình nè, đủ thuốc, không? Thuốc men này chắc không đủ đâu còn. Được khỏe thì chị đi bán, bữa mệt thì chị điện nghỉ. Nghỉ? À, nghỉ lội đi. Đi bán gì? Bán năng đó. Mua năng đi bán hả? Lộn lại 2.000. Lộn lại 2.000. Chục lộn lại 20.000. Dạ. Bán số. Rồi một ngày thu nhập có nhiêu tiền bán được? Cả... Qua đây ngồi đi cô, qua đâu ngồi đi. Cả... Trời ơi, muốn xem câu nói mà không qua đây không nghe. Năng với số. Bạn dâu ngồi gần nhau đi, ngồi gần nhau đi chị em bạn dâu nè. Ngồi gần nhau đi, ngồi gần nhau cho thích tình cảm. Là cỡ 50-60 ngàn gì đó, 2-3 món mà bữa nào mà chị ấy thì mạnh khỏe thì đi. Ngồi ngồi sát đi, ngồi sát đi cô, ngồi sát đi, ngồi xuống đây nè, xuống đây nè. Trời ơi, tụm 4 luôn nè, tao nói tụm 7, tụm 3, tụm 4 rồi, này tụm 4. Rồi. Rồi hai chị em bạn dâu nè, rồi thương nhau phải không? Thương nhau thấy kháng khích lắm á. Thì nhau mới cho mượn nền đất ở nè. Cho mượn, nhau cho đồng. Luôn đi. Cũng được phải không? Còn con phải không? Còn con. Còn con. Sau này chia cho con. Con chia ở thì được nha, không được bán ở, không? Ở không được bán, cho ở tới già tới nào. Tới 100 tuổi á. Rồi vậy là quá tốt luôn á. Đó thì cho ở ở. Đại thương nhau quá à. Thương nghiệp con nhỏ mới. Rồi. Chị kêu chị đi, em thấy trẻ quá, nó giờ nhìn từ xa thấy hơi cứng cứng mà giờ trẻ rồi. Thôi kêu chị chung đi, đây chị luôn đi. Rồi chị cái như là quê đâu chị? Quê ở bên cũng ở đây luôn. Gần đây luôn ha. Rồi, gần chị này thì ở xa tới. Rồi bây giờ là coi như là mình mỗi ngày thì nói ngay nói thực tế đi, nãy giờ em hỏi qua hỏi lại em biết hết trơn rồi. Coi như là chị làm đủ sống. Đủ sống. Không lẽ mình không đủ sống, con cái không đủ sống này ai tin, đúng không? Đủ sống mà trả nợ người ta không có. Thì được. Em đang đừng có nói vấn đề trả nợ, em nói là vấn đề đủ sống được phải không? Bây giờ cắt hết nợ đi, bây giờ vấn đề là đủ sống không? Một mình nè. Một mình là đủ sống thì đủ, một mình thì đủ sống thì bây giờ đi bán lời 100 ngàn mua gạo đâu, được mấy ký rồi, 5 ký rồi, 100 ngàn đâu cưng ơi, 80 ngàn không, hai thứ là cỡ chừng 50 ngàn, 50 ngàn, 60 ngàn là mua gạo coi như là được được 2 ký đi, 2 ký ăn được từng không, được từng không, ngày 2 lon ăn mạnh chứ, tiểu đường ăn ít tinh bột lại chị cũng ổn nữa.
Ồ, vậy là cúng cúng linh hơi tốn đó. Cúng không phải bế cho đầy. Ờ, cúng bế cho đầy, bế mấy chén lận. Ba ông mới mất mà. Dạ. Vì nó mất 2 tháng rồi phải không? 2 tháng rồi. Ừ. Tới 50 ngày. Rồi bây giờ là coi như là mình nói tóm lại đi là chị sống sao? Được á. Con thì nói qua nói lại con hỏi gì thôi chứ con biết một mình thì sống được. Tại vì không có con, không có nuôi người già, người bệnh mà. Bữa nào khỏe thì đi bán có tiền được. Dạ. Bữa nào không khỏe là bữa nào điện thoại nào mà qua mà thấy bà còn cho con chẳng là biết bữa đó bà bệnh được. Hồi sáng này bây giờ đa số nó nói thiệt cái bây giờ chục lọn năng là được 20 ngàn nhưng mà còn ế 2 lọn về năng nỉ ta lấy nữa. Bây giờ nói thực, giờ nói thực sự cuộc sống này nếu mà con người mình nếu mà khám thì ai mà không có bệnh. Thiệt thật sự luôn, chỉ căn chẳng qua là người ta gán gồng gánh, người ta gán chữa trị hay là người ta gán đi làm kiếm tiền thôi chứ ai mà không đau nhức, ai mà không bệnh tật, bây giờ ai mà không có bệnh, không có ai mà không bệnh chứ, chẳng qua không khám thôi. Đó, cho nên thì bây giờ mình bệnh thì mình kiếm phương thuốc mình uống, mình chữa trị, mình còn trẻ mà, không chị cũng còn trẻ, còn đẹp đó, gán đi khỏe lên thì mình còn cuộc sống lâu dài nữa, vậy sao nữa. Rồi bây giờ vấn đề mà chị muốn xin tiền trả nợ thì cái đó để coi cộng đồng mạng người ta coi nhận xét sao, để coi người ta nếu mà ta có giúp ta gọi cho chị. Rồi chào chị luôn, chị này bạn dâu luôn hả? Ở trong xóm. Rồi ngồi luôn chị đó, rồi này tụng nó lấy ghế ngồi đi. Nãy giờ lỡ kêu chị kêu bằng cô sao ta hơi kêu chị luôn đi. Rồi ghế nè chị, rồi luôn đi. Ngồi ghế, có ghế nè, có ghế nè. Bế ổng lên, ổng đi xe lăn là chồng chị bệnh. Vậy là chồng của chị cũng bệnh luôn. Bệnh. Rồi chồng chị bệnh luôn. Chồng bảo bệnh đi xe lăn. Chồng nó bệnh đi xe lăn. Dạ, nghe xin giới thiệu với chào chị. Rồi cô đi ha, cái cứng cứng năm mấy rồi, ha kêu chị hơi bị lố thôi cô đi. Rồi chào cô. 60 rồi ơi, cô nông dân ở đây ha, chắc làm nông dân nhìn rám nắng rồi. Con đây là Hoàng Xanh, tại vì cô đây là kêu qua giúp chị này. Rồi bây giờ nói là hoàn cảnh đó thì chồng mới mất, rồi bệnh, rồi cũng nghe thì cũng xót đó. Rồi đi qua thì thấy chị cũng tương đối cũng còn trẻ, nhưng mà chị nói chị bệnh tiểu đường. Trời ơi, bà khổ không chết. Dạ. Thì đó thì bây giờ khổ, bà khổ hơn tôi còn. Dạ. chồng đi mặn còn được. Dạ. Bà khổ không chết. Dạ. Thôi chồng mới chết cho ta khóc muốn chết luôn. Giúp để cho được cho bà nghe. Dạ thì bây giờ coi như là mình quay lên, mình quay lên mạng xã hội gì tùy duyên à, mình quay lên dùng cho hen. Còn nếu mà giả sử như quay lên người ta không giúp cái đó là cái duyên mình chưa tới. Nha, chứ nhiều khi nói quay tới quay mà không cho tiền cho bạc thì trách móc em là tội nghiệp em. Đâu có, không phải. Hen, tại vì biết sao không hết nữa chứ. Biết sao tại nãy giờ. Biết sao không? Tại vì nãy giờ ngồi đây người tâm sự là để gì biết không? Tâm sự để người ta biết cái khó khăn của mình, cái nỗi lòng của mình để người ta biết. Chứ mình quay mình không nói gì sao người ta biết trong bụng dạ mình cần cái gì, đúng không? Đó, bây giờ bác sĩ đi bệnh viện, bác sĩ còn phải khám, phải bắt mạch đó thì biết mình bệnh. Nên nãy giờ hỏi đó, hỏi thăm chỉ coi sao, hoàn cảnh sao đó. Rồi bây giờ là coi như là mình mong cầu là có tiền trả nợ 100 triệu. Đúng 100 triệu hay là hơn không? Hơn mà thôi kệ đi. Không, được, tính hết luôn đi, tính hết luôn đi, khổ nhiêu? Trăm mấy, 190 hay 191? Cỡ 120. 120, à rồi 120 triệu tiền nợ, rồi còn tiền gì nữa không? Hết rồi phải không? Còn tiền nhà nước nữa. Tiếng ngoài không? Nhà nước đâu 40-50 triệu. 40-50 thì tính như 40 đi ha. Dạ. Chút hồi nãy nhiêu, hồi nãy 120 phải không? Dạ. Vậy là coi như là khoảng nhiêu, 160 hả? Dạ. Cỡ 160 triệu. Cô chú anh chị Hoàng Xanh không có kêu gọi cô chú anh chị qua giúp chị đâu nha. Xanh chỉ quay để xem cô chú anh chị xem xét hoàn cảnh thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào có duyên với chị á, thì cô chú anh chị tìm hiểu. Chứ Hoàng Xanh đã tới quay rồi. Tại vì chị liên hệ với Hoàng Xanh muốn á, là Hoàng Xanh quay cho chị. Thì bây giờ tới đây thì Hoàng Xanh sẽ quay. Hoàng Xanh vẫn tìm hiểu câu chuyện chân thực cái gì đó. Chứ không phải là mình gặp người nào mình cũng kêu gọi. Mà thật ra trước giờ không kêu gọi. Thì mình ai có duyên thì mình giúp giùm thôi. Chứ mình đi quay để mình đi bỏ công bỏ sức mình quay cho bà con. Cho bà con được liên kết với Mạnh Thường Quân nhiều khi người ta có duyên á. 091 rồi. 817 rồi. 5218 rồi, số điện thoại của chị hen. Chị kêu đọc thì cô đọc giùm mình á. Rồi bây giờ là coi như là mình chờ đợi là coi như là điều gì mình chờ đợi là coi như trả nó hết nợ hả? Dạ, chờ trả hết nợ. Dạ. Vấn đề này em cũng hơi khó xử á, tại vì trước giờ cũng chưa có vụ mà xin tiền Mạnh Thường Quân để trả nợ, cho nên chị cũng trường hợp coi như là cũng mong muốn vậy thì em sẽ đặt lên theo nguyện vọng. Nhiều khi là có những người ta đồng cảm với chị thì sao, người ta giúp thì sao, còn ví dụ người ta không đồng cảm thì người ta lướt qua đúng không cô? Thế thôi thì em thì đưa số lên rồi đó, nhưng mà Hoàng Xanh không có kêu gọi của chú chị là
mong bà con cô bác thương tình á, là có cho được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu vậy đó. Chứ thấy hoàn cảnh nó khổ, thấy cũng tội nghiệp quá trời đi. Rồi cô mới kiếm cô kiếm mà con nhỏ cháu nghe nó nói vậy cái cô kiếm con điện, con còn chưa biết con là bao nhiêu, còn chưa dám kêu bằng gì, kêu bằng chú chưa dám kêu bằng con dạ, nữa. Con thôi nhỏ xíu tuổi à. Ừ. Dạ. Dạ. Con ở ngoài kia lần xa lắm. Rồi bây giờ thì tóm lại là mình mong cầu vậy phải không? Dạ. Trước giờ mình không có con hay sao? Không. Là mình coi như là mình ngừa hay sao, hay là không, tự nhiên hư thai không à? Hư thai ba lần rồi tới giờ không có ngừa, không có gì chứ. Tới buồn mắt ha, luôn. Không có con cũng buồn ha. Ai được đứa con cũng hữu hỷ nó lo rồi. Dạ. Thôi giờ gắng khỏe đi, hết bệnh đi. Khỏe hết bệnh đi, mai mốt mình nói cái này mình nói thực tế xíu nha, mình không có nói vu vơ nha. Dạ. Khỏe xíu đi, đẹp gái lên, nhiều khi mình đi thêm bước nữa. Không nói thiệt, tại vì mình chưa có con. Chồng lúc chồng mới mất rồi thiếu nợ thiếu nần mà chồng mới mất 2 tháng rồi. Chắc chỉ chưa đâu. Thôi bây giờ mình nhiều khi còn yêu chồng mà. Dạ. Rồi bây giờ câu chuyện thế này đó cô chú anh chị, thì Hoàng Xanh nghe nói là hoàn cảnh của chị là chồng mới mất rồi một mình bệnh nữa, nhưng mà Xanh tới thì thấy chị cũng đi đứng được, cũng còn lao động được đó. Nhưng mà vấn đề là chị nói là chị có bệnh tiểu đường, với lại chị mong muốn là cô bác nào có bài thuốc rồi đó liên hệ chị, có thể giúp thì cho chị uống thuốc hết bệnh. Cái điều đó Hoàng Xanh cũng mong cầu đó. Còn vấn đề mà chị muốn xin tiền trả nợ thì cái điều đó thì Xanh đưa lên, thì cô bác anh chị nào nhận xét sao thì nhận xét. Chứ Hoàng Xanh thì cũng không phải là một người kêu gọi từ thiện, mà cũng không có kêu gọi dùm, mà cũng không có ngăn cản. Đó thì tùy lòng hảo tâm của mỗi người, đó là mỗi cá nhân đúng không cô? Còn đưa lên dùm thôi, chứ cái này là mình làm từ thiện cho đời thôi mà. Rồi sao, có tâm sự gì không? Thấy tươi cười vậy. Tươi cười gì đâu, thì con muốn cộng đồng mạng giúp đỡ cho trả nợ trả năng vậy đó. Xin tiền trả nợ ha. Để người ta lại người ta chửi. Rồi nợ nhiêu tiền giờ nói lại cho chính xác ai? Ông cộng 160 triệu. 160 triệu. Rồi coi như là một mình á, không có con không có cái ha. Không có con không có cái, không có ruộng đất gì trơn. Là nhà còn ở đậu nữa. Rồi chị đứng lên cho bà con thấy vóc dáng chị cho kỹ coi, nhiều khi bà con thương ra rồi xây vòng quá chị. Chị cũng bệnh tiểu đường á, cái chân có hơi teo ha. Rồi ngồi xuống đi chị. Rồi kính thưa cô chú anh chị, bây giờ thì Hoàng Xanh chia sẻ hoàn cảnh của chị Hương rồi, thì Hoàng Xanh với Hoàng Anh thì cũng đi nhiều nơi lắm, nhưng mà giai đoạn này thì Hoàng Xanh hơi bận một chút xíu, còn clip thì anh em vẫn ra hơi hạn chế, nhưng mà sau này Hoàng Xanh vẫn tiếp tục ra rất nhiều để mà phục vụ nhu cầu xem và yêu thương của quý khán giả cho kênh của Hoàng Xanh với Hoàng Anh. Cũng với Hoàng Anh xin được phép chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo của Hoàng Xanh nha. Nhớ cho Hoàng Xanh xin một like. Rồi chào cả nhà nhé, chào các cô, chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi chào chú, rồi chào.